Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ Lông TV trong phần chơi Slam Ranger Mod cùng với các bé kẹo dẻo vô cùng dễ thương và đủ thể loại hết luôn. Rồi ăn vô mấy đứa. Ăn vô. Không em nào chịu ăn hết trơn hết á. Vậy là từ từ đi, chúng ta sẽ cần phải vô kiểm cái vụ này lại nữa nè. Bởi giờ có cái món này không à, Material Extractor 20-20-15 Patted Clue Metal. Đó là mình đang nuôi luôn á. À, Material Squeezer với Primordial Oil thì nhiều lắm. Hoàng. Còn cái nữa, Discovery 3000, Phantom Ron mua lại, Good Box mua lại. Thôi là có nhiều tiền á. Và kiểm tra coi, Discovery 3000, Silver Shack, Anonymous Compound. Đây, chỗ này sẽ bắt đầu rớt cái này nè. Ta sẽ cần phải có cái đầu tiên trước. Blue Plot gì này nọ. Để rút này ra một cái. Em bán thôi chứ gì hết. Bán. Qua bên kia. Qua bên kia. Concrete nè. Concrete slam. À, mình cần clue metal. Với lại clue slam đây. Không có chịu ăn gì hết trơn hết á. Metal slam đâu? Metal slam đây. Ít quá ha. Chắc phải nuôi cả đống á. Còn không phải kiếm gà roti cho ăn luôn. Ấy. Rồi xong. Chúc mừng. Bạn đã trúng thưởng. Dục thẳng vô trong chợ luôn mới ghê. Đau lòng quá. Thôi lỡ rồi. Đã lỡ dục thẳng ở trong chợ rồi. Lát nữa kiếm gà rổ ti đi. Phương án đó cảm thấy nó nhanh chóng hơn rất là nhiều luôn á. Ê sao mấy em lửa. Đừng mà. Cái gì tùm lum hết vậy. Mấy em lửa. Đừng mà. Từ từ. Ê, đừng có đi quyên sinh con ơi. Làm ghê quá mấy đứa ơi. Gì đây? Deep fry. Concrete slam. Đầu tiên chúng ta sẽ có steam slam. Và đây là cái gì vậy? Acid hả? Acid. Ash chứ phải acid. Bỏ vô. Căng thẳng quá. Ôi, ash đâu rồi? Ash. Ash đứng lại con ơi. Ôi, con kia nó bay đi mất nữa rồi. Thành con gì vậy? Không biết thành con gì luôn. Đây. Tùm lum hết trơn hết á. Nó là tùm lum hết. Ash. Bỏ chậm đi. Vô đây. Thấy mệt chưa? Chút xíu thôi đó. Là có chuyện rồi đó thấy không? À, một em bay xuống dưới rồi mình biết rồi. Nãy bắn lỡ tay chút thôi em đã bay xuống dưới luôn. Đây là những em Steam và Ash. Ghê chưa? Có sự kết hợp rồi nè. Rồi hai chỗ này dọn. Dọn ngay vào luôn. Gì đây? Bình tĩnh em. Ta sẽ cần phải bỏ mấy em đó vô chung đi ha. Rồi vô chung. Enet Taiwan Music Box. Vô đây. Ok, Steam Slam, Ash Slam. Rồi có Devil. Devil. Giờ coi thử coi chúng được gì. Giờ hai em này Lilypad ra trước. Bắn em này vô đây. Hai em này sẽ có thể kết hợp ra được một loại gì đó. Đó. Nó đang quậy kìa. Bum. Và ra được Steam. Rồi sao lên bờ nữa con? Chơi cá sấu lên bờ hả? Ví dụ chơi cá sấu lên bờ nữa. Rồi đâu. Bum. Ghê không? Có sự kết hợp quá dữ luôn. Nè thêm miếng nữa đi. Có Steam và có Ash. Yo. Bum. Ash Slam ăn fruit. Trái cây. Steam Slam ăn gì? Fruit. Ash và Steam. Ghê không? Rồi cuối cùng cũng có. Đó là một cái bản mod mà hả? Nó bị lỗi rất là lâu rồi. Tới thời điểm này mới có. Bây giờ mình đi lấy Minh Mango. Ta có nhiều lắm. Khỏi lo ha. 15, 16, 20. Rồi đi xuống dưới bỏ cái incinerator luôn. Là bỏ cái chỗ mà đốt mấy em đó luôn á. Rồi em concrete này thì cứ đi chơi thôi. Nè, ăn đi mấy đứa. Ăn đi, trái cây. Trái cây. Ăn không? Cái mặt đang vui nên có thể là chưa ăn.
Bây giờ mấy em Ash với lại em gì đó Lilypad, mình phải đi kiếm thêm rồi. Hồi nãy khi mà mình đi qua á, chỗ đó mới lót ra, khiến cho mấy em đó kết hợp lại với nhau. Mà mấy em đó nếu ăn splitter thì sao ha? Chỗ đó cũng vui á. Em này có ăn splitter được không? Đâu, cho thử coi. Nè, chơi thử. Chơi thử, thử. Splitter nè. Không ăn, không ăn. Mấy em đó mà ăn thiệt là mắc cười lắm á. Ngồi cười hoài luôn á. Bây giờ mình sẽ chạy qua bên chỗ của cô Mochi. Mình cất mấy bé vàng đi. Và mình kiểm tra mấy em Dervish ở bển. Nuôi nhiều được không ta? Chỗ này nuôi nhiều quá, không biết nó có chịu không. Nhiều khi nó ăn nhanh thì không nói gì, nhưng mà đông quá cái nó không có ở được á. Nó khó khăn lắm. Ở đây có nước luôn nè, thì mình có thể nuôi các bé Lily. Không được, không được. Nuôi mấy bé Lily phải chắc nuôi bên kia quá. Nuôi bên đây chắc không yên tâm. Nó tìm cách nó kết hợp với nhau. Rồi, bay ra rồi, bay ra rồi. Bay vô, bay vô, bay vô, bay vô. Khó khăn quá. Ok. Đây, kêu địch. Bỏ vô. Còn bên đây tự động nó phân tách ra. Đâu ai làm gì nó đâu. Splitter bán được không? Coi thử có giá không. Không bán được nha. Bán được thôi. Bắn vô. Ok luôn. Rồi bên này chắc chúng ta phải đi tìm rồi đó. Mấy em này hả? Lucky Slam tạm thời bỏ đây đi. Ủa mà mấy em này có biến mất không? Cứ thử coi sao. Biến mất thì khóc hận rồi chứ sao đâu. Đi về ngủ. Trời sáng chạy ra đây. Các em không ăn thạch của nhau mừng quá. Lấy mấy cái thạch này tính ra thì mình cũng nên giữ lấy một mớ. Để lỡ có chuyện gì cần á, cái mình bóc hốt liền, mình xài liền. Ta chạy qua coi một cái. Frosty gì này nọ có không? Ta không thấy gì hết trơn à. Đây nè, có. Thôi giữ lấy mớ trước đi, tính nha. Bỏ vô. Splitter mình chưa bỏ vô đâu. Cứ bình tĩnh. Rồi còn cái em này. Em này bắt buộc là phải like từ từ. Phải nghe coi. Đây là hot. Hot đâu? Hot. Hot và Diamond. Diamond bán được giá lắm á. Nhưng mà cứ cất đi. Kiểm tra một cái. Lumina Bubble. Ủa Diamond đâu? Tới khúc này là của Vanilla Lamenture nè. Còn khúc dưới là nó khác. Vậy là Diamond không có cần cho vô. Ok. Đi kiếm gà roti. Bên này là nơi có rất nhiều gà roti. Chuyện gì vậy? Rồi có con gì rồi đây? Có con gì làm crash rồi đây? À, hên quá không bị. Làm giật mình. Hên quá. Tưởng nó crash vô mặt mình một phát nữa rồi chứ. Rồi mình đã thấy thùng gà roti rồi. Không có con gì đây giờ. Hai em nó đổi nhau đi chơi. Đập ra. Gà lớn không? Có con tha rồi kìa. Nhanh chưa? Heavy Metal. Đó là Provider. Thôi kệ mấy em đi. Mấy em bị ăn thì gán chịu. Đừng có kêu tôi. Ai biểu ăn lung tung. Qua đây. Để tới lượt chuyện của mình. Đập ra gà roti. Và em này vô đây cho tôi. Lilypad lot. Bum. Ăn luôn. Đây là Tiger Lilypad Lago. Làm gì? Sống ở đâu con? Bây giờ ăn này vô coi. Ăn cái thạch này vô coi. Litter nè. Ăn vô con. Ăn vô xong mất đặc tính luôn. Hài ghê. Đâu ta còn cục này nữa. Ta lấy chọc em nào đó ăn. Đâu mấy em này ăn không? Mấy em này ăn không? Cái vấn đề là Lago nó, cái con Good này như nó không ăn nha. Cái thể loại này nó không ăn. Phantom đi. Phantom Lilypad. Cho vui. Bưng. Có
Phantom Lilypad Lago. Hút vô được không? Hút vô được luôn. Phantom Lilypad rất là vui. Rồi, và đó là Splitter Slam thôi. Đâu để mình coi, mình cho em này ăn cái Splitter Blast được không? Được luôn. Rồi cái con kia đâu? Không có cho thêm nha. Ủa em này là Good Concrete hả? Có kết hợp luôn rồi thấy không? Rõ ràng là có kết hợp ở đây. Hiểu luôn. Rồi để chạy một vòng kiếm đồ chơi coi, gà roti. Còn gà roti không mấy đứa? Còn thùng gà roti nào cho tôi không? Mình thấy bên này là dễ kiếm mấy thùng gà roti nhất. À chính xác. Đập máy bắt vô. Ở nhà mình thì cũng còn mấy bé gà roti á, nhưng mà bé bé đó chưa có lớn. Chúng ta nên đi về là vừa rồi đó. Cái gì vậy? Ở đây có tiếng của bé Tha. Vui quá ha. Vui quá. Rồi mấy đứa làm gì đây? Có ai đặc biệt không? Class Demon Provider. Phải cho Provider ăn cũng nhiều lắm á. Lên chảnh coi. Kiểm tra vòng vòng xung quanh thôi. Rồi đi về. Đi về, đi về. Đi kiếm coi có mấy bé kẹo dẻo mà đặc biệt á. Ai đây? Bà Thó Ra đi. Bà Thó Ra cần gì? Abi thạch à, và một đống Huffberry. Tabi. Tabi, Tabi, Huffberry. Bắn lộn. Để chỉnh lại một cái. Bưng 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 bưng. Ba cái Tabi. Ba cái thì quá dễ. Tabi ăn thịt mà. Để coi mình còn Tabi với chổng không. Nhớ lần trước mình cho Tabi ăn hết trơn. 17 luôn. Hút vô 2, 3. Xong. Mấy em đó từ từ tính nha. Lilypad là đem về bên kia nuôi lại nè. Rồi Tiger Blood. Bưng bưng bưng. Bum. Cho được bé gà. Bé chi hả? Food hả? Có em nào ăn thịt không? Không em nào ăn thịt chân. Everything. Rồi ăn luôn đi. Đó là soy slam á. Ủa còn con nữa kìa. Còn con nữa. Bưng. Ba vô luôn. Ủa ba chất quốc luôn hay sao rồi đó. Để lát mình qua coi nha. Cái quan trọng là xử lý cái angel plot trước. Để nó sẽ không có thể nào mà nó bay vô cái chuồng nào được. Đâu? Ăn chưa? Ăn rồi đó. Mình có heavy metal và có lily pad. Đem lily pad cất. Mấy cái này chắc đem dục. Cái này không có cần thiết. Đem dục đi. Gà roti thì ta cất lên. Ở trong đây thì ổn rồi. Và gà đá. Ồ gà đá không nhiều lắm nha. Phải chịu khó chạy qua chỗ gà đá nữa. Vô đây, vô đây, vô đây. Bỏ vô, bỏ vô. À, Plot Collector. Plot Collector. Đây, Internal Garden. Capacity. Ở đây là mấy em này ăn trái cây. Chắc cho ăn Huffberry thiệt quá. Huffberry là cái mà sẽ cho nhiều nhất. Bây giờ mình để ý á, Huffberry cho nhiều. Còn em này muốn ăn gì? Em này muốn ăn thạch nè. Nhiều khi muốn ăn thạch hay là ăn nước này nọ đó. Nên mới chui vô chổng. Bên đây, bên đây. À, Saber thì không có vấn đề gì nha. Saber cũng vẫn ổn. Còn trong này là đang chứa thạch màu hồng. Thạch hồng cũng rất là quan trọng. Rồi, không chứa được nữa thì thôi. Không sao. Mình sẽ đi về, mình lấy cái cup berry mình quăng vô chổng. Ta sẽ quăng vô cho cái cây ở chổng. Để mấy em đó tự xử. Đây. Cup berry. Bấm xuống một cái. Mất một trái. Hết đẹp. Số hết đẹp. Không chẳng 300 nữa mà là 299. Rồi qua bển, qua bển. Trồng mấy cây vô chổng. Nè, trồng mấy cây vô chổng. Rồi mấy đứa sẽ được ăn uống vô cùng thoải mái. Mấy đứa hãy yên tâm. Rồi bây giờ ta đi coi
ở bên kia xa hơn nữa. Đâu, để ra đây coi một cái. Ở đây mình phải gắn lại mấy cái máy bên này nữa. Ồ, Lumina. Hên chưa, vừa qua là thấy Lumina. Ăn con mắt ra mà coi. Đây là plot thạch nè. Thạch. Vết chi. Ôi, mấy cái thạch này kiếm dễ ợt. Giờ có gà lô ti rồi, chuyện dễ xử lý. Gì đấy? Biến đi. Đừng có đưa cái mặt ra đây nghe chưa. Mấy em kia sợ. Rồi đây. Gà rô ti này mình đang dự định là sẽ cho cái em bự bự thiên khổ bên kia ăn. Nhưng mà khoan, chúng ta sẽ phải xử lý công chuyện trước một cái. Có nhiều công chuyện cần phải xử lý nè. Bắn vô Lumina thì bản thân mình thấy không đẹp lắm. Cái style chúng ta sẽ chỉnh lại. Lumina Classic đi, Twinkle vẫn đẹp hơn. Gen style, bấm vô một cái Classic Twinkle, vậy đẹp hơn liền. Màu Lumina kỳ lắm, cảm thấy không thích được, cho nên không chơi. Rồi bà ăn vô con. Ăn vô. Bưng một đống. Rồi bên đây chúng ta sẽ cần phải có metal và clue. Metal, clue, cotton. Ủa, cô tông có không ta? Cô tông có không? Ăn vô. Bùm. Ăn vô tiếp. Ăn vô. Ăn vô không Cloudy ăn à? Rồi đây. Cái gì vậy? Hút vô coi. Đây là gì? Plastic hả? Ủa, sẽ có plastic trống nữa. Ây, tôi cần plastic kìa, tôi đâu có cần cô tông đâu. Lộn hai em đó với nhau rồi. Rồi lộn rồi, sao giờ? Lộn thôi chứ biết sao giờ. Đầu này. Mấy em này ăn veggie hả? Phải. Veggie chắc ăn cà rốt quá. Chúng ta cứ làm mấy cái internal garden đi. Music box. Tưới nước luôn. Nè, cho ăn veggie đi. Đó, cà rốt. Kiểm lại một cái. Clue đây. Hết bit. Ổ dẹ luôn. Hết bit. Ở đây là silver pernip. Lộn rồi, thấy không? Mấy này có giữ lại là tốt. Clue mình có thể cất được. Còn cà rốt. Bye bye, xử lý cà rốt ngay. Hết bit tới đây mấy em ơi. Clear crop một cái. Chúng ta sẽ bỏ hết bit vô trọng. Hết bit thì mình thấy trồng là cũng không được nhiều lắm đâu. Rồi và mấy em metal là sắt. Kim loại sắt này nọ. Material squeeze. Veggie mid. Lâu lâu ăn rock slam. Rock slam đây. Rồi đi lấy. Đi lấy 35 metal. Đây là cô tông nữa chứ. Đau lòng ghê, cô tông và cloudy. Mấy bé trắng bỏ vô chung. Cái ăn tùm lum luôn. Rồi đủ chưa nha. Cái này quan trọng lắm nha. Tôi muốn biết đủ chưa. Còn một con gà roti. Từ bắt tịch đâu. Bắt tịch nè. Nhìn rất là giống những bé cô tông. Nhưng nó khác là nó không có cái đường viền. À, nó có cái đường như đây nè. Giống như đường băng bịt mắt vậy đó. 10 cái. Ok. Còn gà roti nhỏ thôi. Tao đi kiểm tra coi mình còn thiếu bao nhiêu nữa. Cái mình đi kiếm gà roti cho nhanh. À, khoan. Chúng ta nên cho gà roti lớn lên luôn. Chính con nè. Kiếm một cái chuồng nào đó. Có thể cái chuồng này phải dọn. Quicksilver là cũng đủ rồi. À, nên dọn lại ha. Để có thể nuôi những em đó. À, đi qua kiểm tra trước đi. Lát nữa mình quay lại dọn sau. Rồi bên này nữa. Nhiều chuyện phải xử lý. Rồi mấy đứa ăn sao rồi? Cho tôi nghe nói coi. Hả? Ủa sao nó giảm bớt không vậy? Có giảm bớt không vậy? Hả? À, nó lấy cái này hả?
nó lấy bớt mấy em này. Gì đó, rớt ra gì đây? Đó, material squeeze kìa. Rồi rồi rồi, đường cục đây, material squeeze. Đâu, kiểm tra material squeeze. Hầu hết tất cả các bé này đều thích. Ghê không? Thích cái món đó. Ow 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 ow. Minh mango. Có mấy em này đâu có ăn đâu. Mấy em này không có ăn. Thôi, bỏ luôn. Đâu? Material extractor. Được rồi. Quen một cái. Phải có những cấp độ trước mới có cấp độ sau. Một cái material extractor. Chúng ta sẽ cần phải để nó ở đâu? Có cho tôi biết không? Extractor. Range world. Lam Scion extractor. Không có nói tới. Bây giờ để về mình ngủ một cái đã. Với lại mình cho một em nào đó ăn cái material extractor này một cái. Ví dụ như là em này. Hey, phải không? Phải không? Phải không? Material extractor nè mấy đứa. No rồi hả? No rồi, không ăn nữa. Thôi để đi ngủ cái đi tính. Nhanh 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 nhanh. Nè, ăn vô coi. Bưng ra được hai cái. Đó là material đó. Bây giờ ta sẽ để ở đây đi. Mà để ở đây. Ố về thôi, để bên ngoài. Khoan 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 khoan, bình tĩnh. Để bên ngoài. Nó sẽ chạy rất là lâu. Ở đây hả? Ủa phải không giờ? Sao biết mà phân biệt? Sao lấy cái hình này vậy? Sao lấy cái hình material extractor vậy? À, giống như là cái máy bơm vậy đó. Cái pump. Đâu để mình đi ngủ một cái coi. Cái thời gian nó reset lại làm sao. À, hiện tại là tất cả các món đồ đang được chuyển về một cách tự động. Nghĩa là mình sẽ phải tháo cái bản mod đó ra. Tháo phục. Bên đây là còn 30 giây. Provider slam. Tháo phục hả? Tách tịch. Cô tông. Cô tông rất là nhiều. Đi đâu cũng thấy cô tông và có sparkly. Em này sẵn đây, hút mang về luôn. Em này không hút được, bự quá. Em này giống như là cái thông Giáng sinh vậy đó. Rồi còn vẫn là 6 phút. Để mình bắn em này vô một cái. Chúng ta đi cất cái em Trinkle. Trinkle đang nuôi nữa. Em cất vô. Rồi và gà này cũng cần phải có chỗ nè. Phải xử lý rất là nhiều công chuyện. Hello hello. 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 Ê, tôi vừa mới thấy chuyện gì đó nó không vui. Đâu rồi? Còn con nữa đâu? Nó ăn vô mình được tiền. Được có 1000 à. Như không. Phải nói là như không. Có tác dụng gì hết á. Vậy thì còn đỡ. Đó, Trinkle Plop. Vậy đi nó còn đỡ. Nè, cái này bán được 900 thấy không? Thấy còn được được chút. Còn kiểu kia thấy không vui. Ủa vậy đi em ơi. Em đi lấy thạch từ Pot Collector hả? Chỉnh lại Incinerator. Chắc phải đổi lên con Advent quá à. Pick up Advent rồi. À hết Advent rồi. Con này nó dở quá. Gì đây? Gì đây? Bởi vậy mới đáng nói. Nhiều quá rồi. Đây được không? 999 hết luôn rồi. Ghiêu địch 999. Vậy là không lấy được nữa. Ta chỉ có đem bán thôi. Giờ phải chạy đi một cái. Quá nhiều chuyện cần phải xử lý. Mình không ra tay là không được. Đó, ví dụ như mấy em này nữa nè. Mấy em này nữa nè. Tâm lâm tùm la hết. Rồi để coi coi có cần cất cái này vô không nha. Ồ, cần luôn hả? Cần luôn. 700 mấy à. Chỉ còn lấy được 2 lần nữa là xong. Nè, 800. Đây là 900. Mặc dù chưa 999 nhưng mà nó cũng là 900. Muốn 999 dễ lắm. Tắm một cái nữa. Ồ, 26 hả?
Nhiêu rồi? Bradlot 600 mấy. Hồi nãy thiếu bắn, không bắn Bradlot vô luôn. Chuyện đó để xử lý sau đi. Giờ giảm bớt số lượng này xuống một cái thôi. Heavy metal nhiều quá. Ghê à. Ghê à. Đầy tới cái mức độ đó luôn rồi đó. Giờ chạy ra Material Extractor. Chắc nó bay thẳng về cái refinery luôn. Tôi nghi lắm. Giờ để ra xử lý vụ này một cái. Còn 10 giây. Rồi mình đã tháo về bản mod. Tự chuyển đồ từ những cái máy đào về thẳng cái refinery rồi đó. Chúng ta sẽ chờ nha. Nó thông báo hoàn thành. Vô bấm. Đây, bấm. Pop 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 pop. Material sweet fertilizer. Hai món. Rồi fertilizer soy slam. Soy slam. Soy slam đâu? Soy slam đây. Material sweet. Slam fossil. Material sweet. Đâu cho ăn thử coi. Bưng. Fertilizer. Boom. Tôi nói mà. Ăn cái nhỏ biến mất luôn. Actual heavy metal plot và được soy plot hả? À, material sweet ăn mới được soy plot nha. Đó, soy plot. Ủa đâu phải không? À, sao mình có hai cái nè? Có một cái đá, một cái này. Rồi cất hết đi, cất hết đi. Cất hết. Cất hết, nhiều khi cần. Cất vô kiểm tra coi có không? Không có hả? Hiểu luôn. Hiểu luôn. Đi lót những cái khu vực kia ra. Ở đây coi một cái. Căng con mắt ra mà coi. Provider tiếp. Bắt thêm provider về. Provider là ở khắp mọi nơi. Thoải mái à. Không có gì khó khăn hết trơn. Đâu. Jolly Stone nè. Quash Shack. Em này ra chỗ khác chơi. Ten Diamond. Sao muốn ăn gì? Gì? Ăn luôn. Class làm ăn cái indie, ăn cái class shark á. Fertilizer. Thiệt luôn á, lucky slam. Thôi để mình về mình cất mấy cái này một cái. Có con gà chưa quăng đi được nữa nè. Bực thiệt. Đâu, qua bển lại một cái Strand Diamond. Strand Diamond. Công chuyện của mình đang làm. Mấy đứa ăn thì ráng chịu nghe chưa. Glass Shack. Ấy. Nãy mình nhớ có em nào ăn Jelly Stone nè. Hay là Lam Fossil đúng không? Lam Fossil. Material Sweet. Đây Material Sweet. Pepperi Mint Mango Hot Bit Spirit Bogo Hen Hen Carrot. Ồ vậy là em nào ta? Lam Fossil. Có Lam Fossil. Cho ăn thử coi. Làm sao? Làm sao chuyện gì sẽ xảy ra? Lam Fossil nè cưng. Rớt ra. À, actual heavy metal plot. Ăn tiếp. Ăn tiếp không? Không, ăn vậy đủ rồi. À, nó có thể rớt ra cái này hoặc rớt ra cái kia. Nó không đảm bảo là rớt ra món gì. Hiểu luôn nha. Những cái này chúng ta kiếm lại được. Không sao. Ở Jelly Stone full nữa hả? Rồi mình phải đi làm một cái Quantum Storage đi. Để mình chứa đồ. Quantum Storage. Công thức nó sẽ cần phải có gì đây? Hello mấy em. Hello mấy em. Quantum Storage đâu? Kéo xuống. Quantum Storage. Quantum Storage có một cái. Thêm một cái nữa. Boomerang. Quantum Tron. Manifold. Cho phê quá à. Có cái gì cho luôn con nó đi. Manifold nữa. Đúng phê luôn á. Tôi hận. Cứ phải Manifold mới chịu. Provider nè. À, cho Provider ăn đỡ. Ăn vô con. Ăn vô con. Rớt ra được gì đây? Không có món đồ chơi gì hết trơn hả? Cũng không có món đồ chơi gì hết trơn nữa. Chỉ có mấy cái món đó thôi. Rút lại.
Rút lại. Provider. Rồi bỏ vô, bỏ vô. Ok. Giờ để xử hai em trong kia một cái. Hai em trong đó mình sẽ cần phải chạy lên trên này. Nãy chúng ta làm được công thức của cái quantum rồi đúng không? Chicken cloner, warp tech, quantum. Hey, vẫn có cái quantum. Căng thẳng quá, nhức đầu với cái quantum quá. Dọn sạch sẽ hết rồi. Bây giờ thiếu khi cần không có xài rock crystal. Crystal slam. Khó chịu thiệt. Ê, Indigo Quarry. Indigo Quarry coi lấy đồ một cái. Rồi, Grand Diamond tiếp. Diamond slam. Vô đây. Last from the past. Diamond slam không phải slam food. Đây là Slam Reviver. Slam Reviver đâu? Đâu đâu đâu? Slam Reviver ở đâu? Slam Science Research. Resource. Living Earth Slam. Slam Reviver. Hình như món đó nghe lạ lắm. Mình chưa có. Nghe lạ lắm thấy không? Chưa có mới ghê á. Chúng ta đi về anh cái. Về luôn. Fertilizer là phân bón. À, có con gà nè mấy đứa. Ăn cái là mất soy slam luôn á. Phân. Có em nào ăn phân bón không? Không em nào thích ăn phân bón hết trơn á đó. Mẹ tổ cũng đâu ăn phân bón đâu. Nè cho cục phân bón vô chơi. Hay ăn ăn à. Tôi dễ lắm, tôi không có cần phải xử lý chuyện đó. Giờ mình đi bắt thêm crystal. Crystal thì phải chịu khó đi qua dòng bên này. Chắc mình sẽ cần phải nuôi lại mấy cái bé mà cho của vanilla á. Xong rồi mình nhốt vô luôn. Mình bỏ vô trong cái phần quantum storage. Để chúng ta chứa được một mớ. Lúc đó nó không bị thiếu giống vậy. Đỡ phải đi tìm lại. Không nuôi nữa cái nó thiếu à. Nuôi thì nó dư ra cả đống luôn, không làm gì hết. Còn không nuôi cái nó thiếu cũng khó chịu luôn á. Rồi ăn vô gì coi mấy đứa. Rớt ra coi. Ow. Có gì ăn không? Không có gì ăn hết hả? Thử rồi đi ra chỗ khác đi con. Bết gì? Bết gì? Không ăn bà con ơi. Không ăn. Không ăn tôi hốt nó về luôn chứ sao giờ. Không ăn. Bye bye. Bye bye. Không ăn thì tôi cũng không có cho quậy vậy đâu. Ê, ăn nè. Ăn chưa? Có cái củ hết bít thôi à. Mà không biết con nào ăn nữa. Đây 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 đây. Thiệt luôn á. Nè nè nè, ăn vô ăn vô. Hết bít nè. Một đứa ăn đi, một đứa ăn đi. Coi chừng nó giật kìa. Ok. Hai cục. Giờ đủ hai con bên kia luôn. Rồi rồi rồi, tôi biết rồi. Đừng có chui vô. Ủa gì đâu rồi, trên đây đâu. Đây 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 đây. Ê, đừng có ăn mất cái cục này của tôi. Làm gì mà đông quá vậy. Đông một cách kỳ lạ nha. Nó là đông một cách kỳ lạ luôn á. Mà tất cả mấy em này anh chành hết rồi hả? Nguyên khu này bay hết rồi. Đâu một cách kỳ lạ luôn á. Không còn em kỳ dẻo nữa hết. Banh hết. Bay hết trơn luôn. Nhiều chuyện. Ta đi về. Thiệt là không thể nào chấp nhận được.
Nó quậy quá. Ta có cái này ở đây nữa. Đó không phải là của Crystal đâu, là của một cái em nào đó đó. Có thể là Frosty chẳng hạn. Giờ mình đi về, mình sẽ cần phải cho mấy em bên kia ăn. Đâu rồi, chúng ta sẽ cho đầu bên chỗ Ruby á biến đổi một cái. Đang có sẵn Jelly nè. Vô đây. Hello hello. Ăn con. Ăn con. Jelly nè. Rồi, ăn Jelly vô luôn. Bùm, Ruby. Ruby ăn Veggie. Veggie là Veggie gì? Ruby Slam. Ruby nó không liên quan đến Garnet, Sapphire, Emerald, Amethyst, Diamond gì hết trơn á nha. Nó không liên quan gì hết trơn á đó. Ruby ăn gì? Không biết. Ruby Slam. Crystal Lago. Bùm, Crystal Lago biến thành con Ruby. Ăn Veggie thôi. Trời, chỉ trước mắt là biết như vậy. Thiệt tình luôn. Rồi, và ta kiểm tra lại một cái Quantum Ron. À, Quantum Ron thôi đúng không? Quantum Storage. Electric. À, cái này là Electric Storage mà. Electric Storage thì nói làm gì? Ủa, Quantum Storage. Fruit Chicken Cloner, Quantum Ron, Waptec, Quantum Storage. Đây, Manifold 18. Cay đắng quá vậy. Cay đắng lắm luôn. Jelly Stone hết rồi nè, thấy không? Rồi Slam Reviver gì đâu? Có không? Có không? Có làm Reviver không? Utility. Waptec. Waptec là không phải rồi đó. Tractor cũng không phải luôn. Kill Kit. Curios. Cuber. Vậy làm Reviver đâu? Để có thể làm sống lại những em Dormant Slam. Đầu tiên là ta sẽ cần phải cất cái Dormant Slam này đi. Bây giờ chưa có xài, cất vô trỏng. Jelly Stone này cũng cần phải coi lại nữa nè. Rồi bây giờ đi qua đây. Cái Predictor này nâng lên 70 ngàn luôn. Mắc quá. Mắc quá mắc. Đẩy ra. Bên đây. Đẩy ra 20 mấy cái. Không sao. Còn bên này làm sao? Cloudy. Plastic. Plastic hơi ít ha. Cô Tông có thể bỏ được. Cô Tông không cần thiết. Plastic phải giữ lại. Blue, Metal, Plastic, Cloudy. Cloudy có cần không? Khoan. Cloudy thì cũng có đó. Nhưng mà cái vấn đề là cần hay không cần gì sẽ phải từ từ tính sau. Chắc cho Cô Tông qua đây đi. Cô Tông nó không quan trọng. Cô Tông, Cô Tông. Cô Tông, Cô Tông nhẹ như bông vậy đó. Vậy mới gọi là Cô Tông, giải bông mà. Vậy hai em ở chổng đi nha. Ở chổng chơi đi. Tôi tiễn em này lên đường luôn. Bye bye. Bưng 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 bưng. Đi chỗ khác mà chơi. Rồi bây giờ mình ra ngoài kia mình coi thử coi. Ở ngoài này nó rớt cái gì. Lại mấy món này. Material Sweet. Fertilizer. Fertilizer em nào ăn không? Chê hết. Chỉ có cái bé Soy Slam là ăn thôi. À, mấy em này ăn rồi á, cho nên không ăn nữa đâu. Thiệt luôn á. Cloudy hả? Có em này Plastic. Plastic có ăn Material không? Giờ nhiều quá. Material Sweet có ăn đó, nhưng mà chắc ăn đã rồi nên cũng từ chối luôn. Thôi để cho em trên kia thôi. Nè Soy nè con, ăn đi. Ăn đi. Ăn vô. Bưng. Bưng. Sung sướng. Fertilizer. Ăn vô. Ăn vô. Vẫn tiếp tục ăn và biến mất. Bum. Về với thiên nhiên luôn. Gảnh lắm mà cho ăn hoài à. Dễ thiên nhiên luôn mà cho ăn hoài à. Vui lắm. Rồi giờ anh ta nhảy vô đây cái coi. Wow, cái gì mà qua thấy lửa không vậy. Có Cell Discovery không? Bây giờ thì mình để ý là không có thấy Cell Discovery nữa. Bình thường Cell Discovery rất là nhiều. Nhưng mà Cell Discovery bây giờ biến mất hết rồi. Hầu như là không thấy nó luôn á. Để bụng này ra cái coi. Ủa không có gì lạ lắm. Không có gì lạ lắm ha. Primody, Oi gì này nọ kìa.
Spiral Steam, cái Splitter Plot thì bỏ đi. Splitter Plot kiếm không khó, mình không có cần mấy em này đâu. Mấy em này xong rồi, không cần nữa. Đây, cho ra mớ nữa. Bởi vậy phải nhanh chóng có cái Quantum Storage lại để có thể chứa đồ. Làm sao mấy em mà căng con mắt bự tròn tròn à? Có chuyện gì mà mắt bự dữ vậy hả? Không có chuyện gì đâu, bình tĩnh. Và đây là một những lý do vì sao mà có được cái chỗ mà chuyển đồ về một cách tự động á, nó khỏe. Là mình không có cần phải chạy đi tới đi lui gì hết trơn hết á. Ôi, Spiral Steam cũng đầy luôn rồi hả? Rồi, hiểu luôn. Phải nhanh chóng kiếm cho bằng được một cái bộ Quantum Storage để chứa những cái món này vô. Quá chừng thứ luôn nè, giờ bỏ ngoài đường luôn, lăn lông lóc ngoài đường. Spiral Steam. À, để mình kiểm tra cái này nữa. Mình còn mấy cái máy đào không? Máy bơm máy đào còn. Hiện tại là máy bơm đang bơm ở ngoài Tri Drift. Đây là máy bơm nè. Đây là máy bơm đang bơm ở ngoài đây. Đây Moody, ôi mấy cái này full hết trơn rồi. Lava Sen thì còn thiếu, nhưng mấy thứ khác hình như là full hết trơn. 12 phút cái đó đào lâu hơn á. Như vậy là ta phải bỏ bớt một cái máy đào để mình đi kiếm Slummy Solution. Bưng 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 bưng. Raimo đi ôi. Nhiều quá. Để ngoài đây thì nhìn nó không có được đẹp mắt cho lắm. Thôi, ta cho vô trong nhà kho này tạm đi. Nhà kho này vẫn còn chỗ. Đỡ ghê. Nhà kho này mà nó hết chỗ luôn á là khỏi biết bỏ đâu luôn á. Thấy chưa, tôi nói mà hết chỗ rồi kìa. Bus quack. Chắc có để ngoài đây đỡ thôi. Nó 5 cục à, đừng bấm nữa. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có thêm một loại máy đào mới vô cùng đặc biệt. Và chỉ có điều là hình ảnh nó giống như cái máy bơm bên kia thôi. Đây là một cái loại khác, không giống như bên đó đâu. Còn bây giờ, mình sẽ đến tại đây và lại các bạn trong tập kế tiếp. Bye bye!